các bạn phục vụ á, các bạn sẽ phải xử lý các vấn đề mà khách hàng phàn nàn. Vậy bình thường cuộc sống mình bị chửi bao giờ chưa? Bị rồi đúng không? Ai bị chửi rồi giơ tay lên trong cuộc sống? Rồi bị đều luôn á. Ừ thầy cũng có nữa. Trong ngành dịch vụ, khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn luôn đúng. Nhưng nếu khách hàng sai, coi lại điều một, khách hàng vẫn đúng ha. Nên khi khách hàng complain bất cứ điều gì á, mình sẽ phải có những cách xử lý. Đương nhiên khi mà khách hàng khiếu nại đúng á thì mình không nói, hiển nhiên mình phải xử lý rồi, mình phải xin lỗi rồi. Nhưng khách hàng sai thì mình cũng phải nhịn. Trong trường hợp nhịn không được thì sao? Bạn mất trời luôn. Thì cũng phải nhịn. Thì bảo là nếu mà lỡ mà đang phục vụ khách mà lỡ xì hơi thì phải giải quyết như thế nào ạ? Rồi vậy nếu là người phục vụ, mình sẽ là người chủ động kiểm soát được cái vấn đề đó. Không phải kiểm soát mà là mình biết được cái vấn đề đó sắp sửa xảy ra. Mình không control được, mình không stop nó lại được. Mình chỉ biết maybe nó sắp xảy ra rồi. Nên nếu mình đến tiếp cận với khách trong một khoảng thời gian ngắn thì ok, nhịn được thì nhịn. Khoan thầy, em có cách này cũng hay lắm. Ví dụ nha, gần tới rồi đúng không? Khách em bị tuột tay. Những cái đó thì mình coi như là không biết gì cả, em vô tội. Rồi sau đó âm thầm mà đi bình thường thôi. Tại vì á, chỉ có cái mặt em khác thường mới biết em là hung thủ thôi. Có nghĩa là cái mặt mình biết là đúng. Chính xác. Cái mặt mình cứ... cái mặt em đơ như vậy, không có gì hết. Cho bỏ đi là không bị gì. Không ai biết gì hết. Thường em là khách nhá, xong anh. Rồi mừng đó, phục vụ bên đó đi. Rồi để em lòng tiếng nha. Đây ví dụ em sách. Ừ. Sách mâm, sách gì đó. 1, 2, 3, em lòng tiếng nha. Không có ai bê đồ ăn như vậy. Đừng lắc, cái mùi nó lan xa.